Anh em, cái điều mà Linh muốn chia sẻ mà khi mà Linh tới đây, nãy Linh quên mất, thì mấy anh trong kia mới thông báo là hiện tại bên ngoài mất rất là nhiều nón bảo hiểm anh em à. Có xe không anh em, mà mấy anh để nấu rất là nhiều ngoài này. Cái tình trạng này cũng xảy ra tương tự đại hội mô tô Cần Thơ mấy năm về trước, lúc nào cũng bị mất nón cả. Tưởng tượng đi, 2.000, 3.000 khách đổ về Phan Thiết, thì trung bình một người trong team của Linh đi về Phan Thiết ít nhất xài bè bè cũng phải 2 triệu à, 10 người là 20 triệu, 100 người là 200 triệu, 1.000 người là 2 tỷ. Mà 2.000 người thì trung bình trong vòng 2 ngày cuối tuần thôi, Phan Thiết vào trắng, Mũi Né có lợi nhuận doanh thu cho toàn thành phố, cho toàn khu này là 2-3 tỷ. Cũng nhiều mà đúng không anh em, đâu phải ít đâu, đúng không, giúp cho những người dân ở đây. Ok anh em, thì hồi nãy chạy ra ngoài anh quên nói chuyện với anh em, thì có vài thông tin chính xác, kiểu như là thông tin mà Linh được biết, Linh muốn chia sẻ với anh em để cho anh em biết. Ok chưa? Thì hiện tại là theo thông tin Linh được biết đó là đại hội mô tô Phan Thiết màu trắng năm nay xém mưa lộn rồi. Đã xác lập được cái Guinness, đó là đông xe mô tô đi diễu hành nhất. Thì theo nguồn tin chính xác gần 100%, 80% đi ha. Thì anh nghe mấy anh em chia sẻ lại thôi. Đó là cái lượng người đăng ký mà tham gia vào đại hội mô tô Cần Thơ năm nay, đó là 1.800 xe. Thì những người đăng ký đó sẽ phải trả phí. Thì theo anh nghe chia sẻ vậy, không biết có chính xác hay không, nhưng mà anh nghe mấy anh chia sẻ lại là vậy. Là 1.800 xe đăng ký cho đại hội mô tô Phan Thiết năm nay, màu trắng năm nay, rất là đỉnh đó anh em à. Và đó chưa gọi là hết nha anh em, và còn rất là nhiều nhóm nhỏ lẻ như tụi Linh nè, 10 xe, 20 xe, 30 xe đi tham gia riêng lẻ, đi xuống đi chơi chung với đại hội, là có thể gần hơn 2.000 chiếc anh em à. Có thể 2.000 chiếc hoặc là hơn 2.000 chiếc cho đại hội mô tô Phan Thiết năm nay, màu trắng Phan Thiết năm nay. Đỉnh, nó có thể đỉnh ngang ngửa với lại đại hội mô tô Cần Thơ. Anh em có thể thấy gần 2.000 xe và đọc xét lập kỷ lục mới. Hồi trưa nay rất là nhiều đoàn xe đi diễu hành trên thành phố Phan Thiết và Mũi Né và Bầu Trắng. Mà lúc đó team mình ngủ anh em, tại vì đi tới đây là 12 giờ trưa rồi, ai cũng đuối hết trơn rồi anh em, cho nên mọi người phải ngủ gáy sức. Và bây giờ thì mới đổ về Bầu Trắng đó mà tham gia đại hội cùng với mọi người. Thì giờ này giờ mát mẻ nè, thế nào mọi người cũng sẽ đổ về và tham gia thôi. Thì theo nguồn tin gần chính xác nữa nha, nên không biết chính xác thực sự là 100% hay không, nhưng mà theo những anh em chia sẻ trên mô tô trong nhóm chia sẻ lại, thì đại hội mô tô Cần Thơ năm nay là do câu lạc bộ mô tô Bình Tân tổ chức, do mấy anh chơi trong đại hội tổ chức đại hội mô tô Cần Thơ năm nay, và kinh phí cũng phải tới gần vài tỷ anh em. Kinh phí đó mà tổ chức cái đại hội này phải anh em thấy bèo bèo vậy thôi, chứ cũng phải vài tỷ anh em. Thì có thực sự em cũng thay mặt anh em trong team của em gửi một lời cảm ơn tới mấy anh. Cảm ơn mấy anh đã tạo ra một cái sân chơi đỉnh như thế này. Cứ tạo ra sân chơi là lập kỷ lục Guinness, tạo ra sân chơi là lập kỷ lục Guinness thì thôi, chứ ai bằng nữa trời. Wow. Mấy anh bên câu lạc bộ mô tô Bình Tân hình như là người tài trợ cho cuộc chơi năm nay anh em, do đại hội năm nay. Thì theo nguồn tin Linh chia sẻ, được mấy anh em chia sẻ trong nhóm chia sẻ lại thì là như vậy. Thì Linh không biết có chính xác hay không, hy vọng là chính xác. Ok thôi, bây giờ Linh sẽ bây giờ đang chạy trong phố, sẽ cần sự tập trung đó mà chạy xe anh em à. Hồi sáng bị phạt rồi cho nên giờ hơi sợ, cho nên một hồi nữa ra màu trắng tới đại hội thì Linh sẽ quay mọi người cùng xem nha. Ok, hẹn em xíu nữa, giờ tập trung chạy xe đã. Chắc hôm nay hello, what your name? chào thôi. Giờ lại mấy người kia anh em à, có mấy anh em chạy chậm quá, không biết có lên kịp không nữa. 20 cây hả? Hello, chụp gái. Hello hai tụi em. Hello, mày chụp hình chứ giờ tự nhiên thằng này vô duyên quá. Hello. Lâu về chọc cái quê xíu anh em. Đâu mà mới được chạy xe rồi, cảm giác kiểu như người dân Phan Thiết không biết tại sao hôm nay mô tô về đông quá. Đúng rồi. Kiểu như hôm nay rú về, hôm nay về là tất cả các resort, khách sạn ở Phan Thiết là full luôn anh em. Quán cà phê, quán ăn, rồi cà phê giỏng, rồi quán câu cá, nói chung là tất cả các quán nào ở trên Phan Thiết hôm nay đều full nghẹt anh em à. Gần 2.000 xe đổ về đây, có xe đi 2, có người đi xe hơi, có người đi siêu xe, có mấy anh bên hội siêu xe đi xuống nữa, mấy anh em chơi Bình Dương xuống. Quá trời luôn anh em.
thì anh em phải biết là ngày hôm nay là ngày mà bội thu của Phan Thiết và Mũi Né và Bầu Trắng. Good job, một công đôi việc. Anh chạy rộn đường hả? Trời, nghe gì tới vậy? Bye bye nha, bye bye. Bye bye, ok tụi em bye bye đi. Hai mẹ nó bye bye đúng kìa. Ok, màu trắng đó anh em, anh Phúc dẫn đi rộn đường rồi. Hello anh em, sau 30 phút chạy xe tại vì đường khá là tối và khá là gió anh em à, thì team Minh đã tới được đại hội mô tô ở Phan Thiết màu trắng, Mũi Né màu trắng. Rất là nhiều xe anh em, mà xe hơi rất là nhiều luôn, và rất là nhiều rất to ở đây, rất là nhiều mô tô, không cần phải bàn rồi, rất là nhiều mô tô luôn. Đại hội kinh khủng thiệt, qua rất là đông người dân xem coi anh em, mà đến tưởng giờ này là phải vắng bớt rồi chứ, 2 giờ này vẫn còn rất là đông anh em à. Vừa anh em chơi xe vừa xuống, vừa anh em chơi xe mà vừa thêm người dân tới xem, rồi vừa anh em từ xa tới xem rất là đông. Em tới đầu cổng rồi nè anh Minh ơi, đầu cổng rồi nè. À, đầu cổng của đại hội nè. Ok, anh Minh Baker hẹn lên từ hồi sáng tới giờ mà giờ anh mới gặp anh Minh Baker anh em, mà đâu muốn mới gặp lại anh Minh Baker anh em à. Nãy giờ kiếm vô để xe hơi khó à. Anh em, cái điều mà Linh muốn chia sẻ mà khi mà Linh tới đây á, nãy anh quên mất thì mấy anh trong kia mới thông báo là hiện tại bên ngoài mất rất là nhiều nón bảo hiểm anh em à. Có xe không anh em, mà mấy anh để nón rất là nhiều ngoài này. Không ai canh nón cả. Nãy giờ mất rất là nhiều nón rồi anh em, mấy anh mới thông báo xong. Cái tình trạng này cũng xảy ra tương tự đại hội mô tô Cần Thơ mấy năm về trước, lúc nào cũng bị mất nón cả. Lúc nào cũng đi đại hội mà cứ để nón trên xe mất nón cả. Mất nhiều lắm luôn á, để trong bên kia là mất hết. Nó chà trộn ven ấy hết. Đó, tình trạng này năm nào cũng xảy ra anh em, tại vì anh em chủ quan quá. Tôi thấy nón anh em để rất là nhiều em thấy không? Mấy cái nón này chắc phải vài triệu, 30 triệu bình thường thôi, nón Bi nè, AGV nè, rất là nhiều nón luôn anh em. Mấy anh mới thông báo là mất rất là nhiều nón ở ngoài này, cho nên mọi người đi ra kiểm tra nón của mình nè. Wow, nói năm nào cũng vậy đó, sẽ có người này người kia, ở đâu cũng vậy cả. Linh không phải Linh nói tổng hợp những người dân ở Bình Thuận hay Phan Thiết hay Mũi Né, nhưng mà hay Bầu Trắng, nhưng mà năm nào cũng vậy cả. Ở Cần Thơ cũng có năm mất rất là nhiều nón, mà năm nay cũng mất rất là nhiều nón anh em. Đổ cho rồi. Ủa đây rồi hả? Đâu, ai biết. Thôi lên đi anh em ơi. Mấy cái xe này mà để nón qua này xong giờ mất rồi, không biết tìm xe đâu luôn rồi, không biết tìm nón ở đâu luôn rồi. Bây giờ trên đường về mình đi săn đi anh em, đi săn lùng đi anh em. Bây giờ trên đường về mình sẽ đi săn lùng, thấy người nào mà chạy xe mà giờ mình sẽ đi săn lùng nha, thấy người nào mà nhờ chạy xe gắn máy mà đội những cái nón xịn xịn như là AGV hay là này kia mà. Hả? Mấy anh đã nói mình để xe đây chẳng còn nhiều chỗ lắm, vô chơi luôn. Vô chơi cũng được, mất nhiều nón vãi nồi luôn. Không có hiểm hả? Cứ để qua này anh lấy hết trơn à. Mình cầm vô. Kinh thiệt, hồi nữa một mình sẽ về mình sẽ đi săn nha anh em, đi săn coi thử rồi. Có người nào chạy cái xe nhìn nó bình thường mà đội mấy cái nón kiểu như hàng xịn đó là mình sẽ biết ngay anh em à. Ok, rất là đông vui anh em, thì hiện tại team Minh đã được sắp xếp chỗ vô chơi rồi anh em. Vô chơi thôi chứ đợi gì nữa mà không chơi. Có chỗ vô chơi thôi, cái gì đâu. Thì vô ngồi chơi không đi mọi người. Hãy đẩy xe lên đi. Lên lề luôn. Đây này luôn nha. Rồi ok, chốt được chiếc. Giờ Sơn dẫn đường biết đâu.
Ok, cảm ơn mấy anh em nhiều nha. Lần sau xuống thì anh em chụp hình nhiều luôn sau. Ai chụp hình không? Chụp hình, chụp, nói cầm điện thoại chụp này nè, ok. Để tụi anh đi với mấy anh nữa. Hơi xa. Sao xuống này hội chơi, ngắm nhiều mô tô hơn. Rồi, ok. Đi vô chụp ba. Đi vô chụp đi. Chụp 4 đi đừng có chụp 3. Vô kìa, vô đây luôn. 4 đi đừng có chụp 3. Rồi. Ok, cảm ơn em ạ. Em chụp không? Rồi chụp nó. Vô chụp. Ok, cảm ơn anh em nhiều nha. Cảm ơn tụi em nhiều. Đây. Go go. Bây giờ đi ăn anh em à, đi ăn rồi đi về. Về villa ngủ nghỉ. Rất là nhiều nha. Cảm ơn, thật sự cảm ơn tình cảm anh em dành cho anh rất là nhiều. Cảm ơn. Ok, bây giờ về sẽ đi ăn với mọi người tại một cái quán ăn nào đó, là sẽ về khách sạn, về villa ngủ rồi ngày mai đóng về Sài Gòn thôi anh em ạ. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh em coi một tâm đã tạo một sân chơi rất là tuyệt vời cho anh em trong mỗi tuần. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn mọi người. Về thôi. Còn anh em mới ngồi uống cà phê với team với lại anh Minh Baker ghé qua chơi. Giờ chứ nãy giờ quăng xe lên xe anh Minh đi về không chơi. Lên xe nằm ngủ giấc cho nó sướng. Lần này anh Minh xuống góc vui bằng một con L1, độ cũng khá là nhiều đồ chơi. Cũng đẹp đấy chứ. Ok, thì hồi nãy và giờ tụi anh ngồi đây uống cà phê với lại nghỉ ngơi thì thật ra thật ơ cái gì đúng không? Xe không có biển số nữa, má chơi gắn biển số nữa. Má chạy đại luôn mà biến quá. Hồi nãy giờ rất là nhiều đoàn chạy qua nhưng mà tụi mình sẽ đi đường quốc lộ anh em à. Đi đường cao tốc chứ không có đi quốc lộ. Tại vì quốc lộ bây giờ rất là đông và khả năng bị chặn chốt mà kiểm tra thì rất là nhiều. Cho nên tụi mình sẽ đi đường cao tốc như hôm qua. Thì nói chung là chắc đi đường cao tốc thì chắc cũng không có gì để quay. Nên cũng tính đi đường quốc lộ để mà quay mấy đoàn mô tô đi chung chung cho nó vui. Nhưng mà tính đó là tính theo kiểu mình quay thôi. Còn mà tính thiệt sự đi á, nó rất là đông và nó kẹt xe và rất là lâu anh em à. Và rất là nóng nữa. Giờ này 11, 12 giờ trưa anh em à. Rất là nóng nữa cho nên thôi Linh với mọi người sẽ đi đường cao tốc. Thì chắc chắn là sẽ không có quay được nhiều cho mọi người cùng xem. Thì Linh chỉ quay được cái đoạn đi ra khỏi Phan Thiết thôi. Ok, hẹn một ngày nào đó sớm nhất quay trở lại Phan Thiết chơi. Thì thiệt sự là nhiều bạn sẽ hỏi Linh là tại sao nói đại hội mô tô này sẽ giúp cho Phan Thiết, Mũi Né, Bầu Trắng phát triển. Thì anh em cứ tưởng tượng đi, hai ngày cuối tuần hôm nay với ngày mai hôm qua thôi là gần 2-3 nghìn khách du lịch đổ về Phan Thiết, Mũi Né. Anh Minh Baker nè mọi người. Ok, hello anh Minh, đi nha. Thì anh em cứ tưởng tượng đi, 2-3 nghìn khách đổ về Phan Thiết thì trung bình một người trong team của Linh đi về Phan Thiết ít nhất xài bèo bèo cũng phải 2 triệu. 10 người là 20 triệu, 100 người là 200 triệu, 1.000 người là 2 tỷ, và 2.000 người thì trung bình trong vòng 2 ngày cuối tuần thôi, Phan Thiết, Bầu Trắng, Mũi Né có lợi nhuận doanh thu cho toàn thành phố, cho toàn khu này là 2-3 tỷ, cũng nhiều mà đúng không anh em, đâu hết đâu đúng không, giúp cho những người dân ở đây. Ok, về thôi anh em. Lúc đầu team Minh đi là 9 xe bị bắt hết xe, với lại một xe BMW màu hồng của thằng em nó yếu tay lái quá, nó mới mua con cá là nó đi tour Phan Thiết luôn anh em. Hôm qua lúc mà chạy buổi sáng bị công an bắt xong á, xong rồi chạy được đoạn mấy chục cây là vô quán ăn phở, thằng em mới vô tay nó rung luôn anh em. Kiểu như lần đầu tiên nó chạy tốc độ cao và mà chạy với tốc độ nhanh mà kiểu như chạy đường hẹp á, nó chưa làm quen được, nó sợ. Lúc mà vô quán ăn là tay của thằng em nó rung luôn mọi người, nó rung cặp luôn, nó chạy không được nữa. Thì thôi tại vì thằng em nó mới chơi được có 1-2 lần à, xong mà đây cũng là tour đầu tiên đối với thằng em đó thì nó sợ. Thì anh cũng chỉ khuyên anh em mà nếu mà anh em có chơi mô tô á, anh em mới chơi mô tô thì anh em phải tự tập làm quen, chạy nhanh ở trong Sài Gòn, chạy mấy cái đường quốc lộ này kia tập làm quen trước, hãy nên đi tour. Tại vì đi tour anh em nhìn vậy thôi chứ nó có nhiều yếu tố lắm.
mà cái an toàn cho bản thân là cái phải đặt lên hàng đầu. Mà thằng em nó chạy nguyên một con cá mập cả ngàn cc mà nó chạy chưa quen mà nó dám xách đi 200 mấy chục cây, nó chạy một hồi nó rung lên em, nó sợ quá. Thôi sáng nay mọi người quyết định là thôi, sáng nay mọi người quyết định là một khi bắt đầu cao hết treo xe bán tải chở anh em mới về luôn. Tụi anh còn được 7 xe chạy về, một xe bị bắt, một xe đi xe thùng về, rồi còn 7 xe luôn về. Khúc 390, con này đẹp với bộ anh em. Con này tính ra nhìn nó không khúc 390 mà nó đẹp, thiệt sự rất là đẹp. Con này mà độ lại này kia là đẹp á. Chạy giờ này thì cái trở ngại lớn nhất đó là nắng. Nắng nó chiếu vô mắt khó là khó chịu. Mặc dù là tụi Linh dùng mấy cái kính màu rồi đó, mấy cái kính mà kiểu như là hạn chế cái độ chói của ánh nắng rồi đó, nhưng mà nắng Phan Thiết của Mũi Né thì anh em biết rồi, nó gắt lắm. Ok chạy nha. Giờ chạy một hồi đó xong rồi xấu xe không phải đúng giờ chiếc KTM à. Chạy vô đã, hồi vô kia cũng phải chờ. Ôi kia cũng bắt đầu à. Ông chạy con GS 1250 đó anh em. Thế nào đường trống không có, ông cũng ra ông bắt đầu à. Thấy không? Bò đi xa vậy. Đi đúng xa luôn ấy. Má con xe nhìn nó nặng vãi nồi luôn á anh em. Con GS 1250 anh em nhìn nó đúng đồ sộ mà đúng nặng luôn á. Vậy mà ông bắt đầu nhìn thấy nhẹ nhàng dở lắm. Xe máy được đi thẳng. Bắt đầu thấy nhẹ nhàng ghê không anh em, lên rồi. Bây giờ đua về Sài Gòn xong rồi tranh thủ làm video, ngày mai sản xuất video cho em cùng xem. Chắc sẽ được 3 phần, nên nghĩ chắc được 3 phần, hy vọng là vậy. Còn không thì sẽ góp lại 2 phần thôi cho anh em xem, cho đỡ phải hóng tiếp, đỡ phải chờ tiếp. Đây mới đổ xăng xong anh em à, đổ xăng xong rồi đu về Sài Gòn. Ba lô màu vàng của Honda, cái dòi KTM cá mập và ba lô của Sơn. Ok đu về Sài Gòn rồi mọi người. Chú cha nắng kinh khủng thiệt anh em, lần nào đi xuống đây mỗi lần đi về lúc nắng á, ước gì bữa nào đi Phan Thiết mà đi về trời nó mát mát được nữa. Chỉ riêng mô tô nha anh em, vẫn có mấy anh em xe nhỏ rồi mấy anh em độ những con mẹ hay là những con xe da chết rất là chiến anh em à, rất là nhiều xe chiến, những con xe nhỏ mà độ tới vài trăm triệu anh em, để mà lên đây đó mà trưng trên đại hội rồi. Nói chung là nhiều lắm vì đại hội này quá đông anh em, và nói chung là team mình gặp một số sự cố cho nên không có quay được cả quá trình của đại hội. Nhưng mà nếu mà anh em muốn xem những cái chương trình đại hội mà rõ nét hơn thì anh em có thể xem ở những kênh vlog khác. Còn nếu mà anh em thích hóng lam ma và
chạy xe mô tô đường phố thì anh em có thể xem qua link, vừa chạy xe vừa tâm sự nói chuyện với anh em chơi. Cũng lâu lắm rồi, thiệt sự là lâu lắm rồi. Hôm bữa anh đi tour vào tơi với lại tem khác, cánh bên khác, nhóm khác, cho nên bây giờ đóng rồi thì mình mới được đi mô tô chung với nhau lại, chắc cũng phải 4-5 tháng rồi đó mọi người, 4-5 tháng rồi mới đi tour lại á. Tại vì khoảng thời gian trước Tết với lại sau Tết á, quên, trước Tết với gần Tết á, mọi người tập trung làm lắm. Rồi sau Tết tháng Giêng này kia mọi người cũng làm luôn. Bây giờ mình đi chơi anh em ơi. Ok, về Sài Gòn nha anh em. Thì vlog này chắc mình sẽ dừng tại đây anh em à. Nếu mà quay cả quần đoạn đường chạy vào Sài Gòn này thì nó dài lắm. Ok, cảm ơn anh em nhiều nha. Nếu mà trên đoạn đường có gì hay thì mình sẽ quay cho mọi người cùng xem tiếp. Còn không thì ok, bye bye anh em. Cảm ơn em xem hết video này của Linh nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Vô đường này nó hơi xấu nè. Manh hạt lay như cũng đi đường này nè hay sao á. Chắc manh hạt lay cũng đi đường này nè. Đường này đạn đầu nó hơi xấu nhưng mà vô cao tốc thì đường nó cũng đẹp được một chút. Với lại nó đỡ kẹt xe anh em. Ok, về thôi. Cao tốc mà tụi anh vô nè anh em. Đường rất là thoáng anh em thấy không? Nhưng mà có điều là mình phải chạy qua chạy lại là vì cao tốc này chưa làm xong. Bên nào cho chạy thì mình chạy thôi anh em. Chứ không phải là tụi anh đi ngược chiều đâu. Bên kia đang làm mình chi chưa được anh em à. Thế là chạy được cao tốc này mặc dù nhìn rất là đã nhưng mà có nhiều cái đó có cái gờ đó. Tại vì đường nó chưa có bằng phẳng thì anh em chạy đường này mà anh em không để ý đó, rất là dễ bị giật phuộc và bị xì dầu phuộc. Tại vì nó có mấy cái gờ, cái mấy cái khe á, nó dập cái bụp là dễ bị xì phuộc lắm anh em. Chạy cái này là phải có người dẫn đầu, kiểu như có mấy anh dẫn đầu như mấy anh chạy phía trước á, tới cái gờ nào thì mấy anh sẽ ra hiệu mình sẽ giảm tốc độ lại thì sẽ đỡ hơn. Cái tốc này rất là bự anh em ơi, nó dài lắm, nó dài mấy chục cây mà anh em. Cái này chạy thẳng một phát về tới Đồng Nai. Về tới đâu ta? Đồng Nai luôn ấy. Dài ghê không anh em?